Tin cập nhật ngày 22 tháng 4 Dọn đường kết thúc chiến tranh, Nga lần đầu nêu điều kiện ngừng chiến ở Ukraine kể từ khi chuyển hướng sang Donbass. Ông Putin lệnh vây chặt Azovstan để con ruồi cũng không thoát, nhưng không vào trong để tránh thương vong. Khảo sát sau cuộc tranh luận Tổng thống Pháp, gần 60% người tin tưởng ông Macron hơn. Trung Quốc, Phó Chính Hoa, cựu giám đốc phòng 610 và cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp đã bị bắt. Dịch cúm gia cầm ở Mỹ lan sang 29 tiểu bang, hơn 28 triệu con gia cầm chết trong 2 tháng. Thu Lâm xin kính chào quý vị. Hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong bản tin cập nhật ngày 22 tháng 4 qua các nền tảng YouTube và xếp Chat của DKN TV. Kính chúc quý vị mạnh khỏe và bình an. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Thưa quý vị, tuyên bố về các điều kiện kết thúc chiến dịch quân sự được Nga đưa ra trong bối cảnh quân đội nước này đang chiếm thế chủ động ở Donbass. Chiến dịch quân sự chỉ có thể chấm dứt khi các nhiệm vụ được hoàn thành, bao gồm bảo vệ các cộng đồng dân cư ở Donbass, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như loại bỏ mối đe dọa với Nga từ Ukraine. Alexei Polishchuk, vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói với hãng thông tấn TASS. Ông Polishchuk cho biết, Chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra đúng kế hoạch sau khi chuyển hướng sang Mọi mục tiêu sẽ được hoàn thành, ông Polichok nhấn mạnh. Đây là lần đầu tiên Nga đưa ra phát biểu về các điều kiện nhằm kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine, kể từ khi quân đội nước này bước vào giai đoạn mới của cuộc chiến. Trong cuộc phỏng vấn với TASS, quan chức ngoại giao của Nga cho biết, nước này sẽ đưa Belarus vào các thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong tương lai. Chúng tôi chắc chắn sẽ đưa Belarus vào các thỏa thuận với Ukraine với tư cách là một trong những bên bảo đảm. Ông Polichuk nói và nhấn mạnh, Belarus đang tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cùng ngày 20 tháng 4, Tổng thống Nga Putin cho rằng, thảm kịch ở Donbass là nguyên nhân khiến Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Thật không may ở Cộng hòa Lugan, rất nhiều điều đã thay đổi theo hướng ngày càng tồi tệ. Suốt 8 năm qua, khu vực này liên tục hứng chịu những vụ đánh bom, pháo kích và giao tranh. Tất nhiên, người dân phải sống trong điều kiện rất khó khăn ông Putin nói trong cuộc họp của Ủy ban Giám sát Nga ở Moscow. Chính thảm kịch đang diễn ra ở Donbass, bao gồm cả Cộng hòa Lugan đã buộc Nga mở chiến dịch quân sự. Chiến dịch này chủ yếu theo đuổi mục tiêu giúp đỡ những người dân ở Donbass. Ông Putin nói thêm và cam kết quân đội Nga sẽ hành động mạnh mẽ để bảo đảm hòa bình tái lập ở Donbass. Sau khi rút quân khỏi Kiev và khu vực Bắc của Ukraine, hôm 19 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã bước vào giai đoạn mới. Quân đội Nga được cho là đang mở những cuộc tấn công khắp miền đông Ukraine nhằm mở rộng vùng kiểm soát của lực lượng ly khai. Trước đó, Ukraine xác nhận Nga kiểm soát thành phố Crimea thuộc tỉnh Lugan. Theo quý vị, Tổng thống Nga Putin lệnh phong tỏa toàn, toàn diện nhà máy Azovstan để con ruồi cũng không thoát được ra ngoài, đồng thời hủy bỏ kế hoạch đổ bộ vào khu vực này để tránh thương vong. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shogu ngày 21 tháng 4 đã báo cáo về tình hình chiến sự Ukraine với Tổng thống Nga Putin trong đó khẳng định quân đội Nga đã giải phóng thành phố Mariupol. Nhưng 2.000 binh sĩ phía Ukraine vẫn đang cố thủ bên trong nhà máy thép Azovstan, ryan đưa tin. Theo ông Shogu, tình hình tại thành phố Mariupol bên bờ biển Azov đã ổn định trở lại. Quân đội Nga cách đây 2 ngày từng xác nhận vùng đô thị Mariupol đã không còn sự hiện diện của lực lượng Ukraine và toàn bộ binh sĩ của Ukraine đều lùi về cố thủ bên trong Azovstan. Sau khi nghe báo cáo, ông Putin gọi những nỗ lực của lực lượng Nga ở thành phố Mariupol là một chiến công. Ông cũng quyết định hủy bỏ kế hoạch tiến công vào phía trong nhà máy thép Azovstan để tránh thương vong cho binh sĩ Nga, theo TASS. Tôi coi đề xuất tiến công vào khu công nghiệp Azovstan là không khả thi. Tôi lệnh hủy bỏ nó, ông Putin nói. Không cần thiết phải chui vào những đường hầm chạy dọc theo cơ sở công nghiệp đó. Hãy phong tỏa chặt khu vực đó để con ruồi cũng không thoát được ra ngoài. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Nga cũng mở cơ hội sống sót cho binh sĩ Ukraine khi khẳng định Moscow sẽ bảo đảm tính mạng và đối xử tử tế với những binh sĩ quân đội Ukraine rời Azovstan. Mariupol là thành phố cảng chiến lược nằm trên hành lang nối bán đảo Crimea với vùng donbas ở đông Ukraine, được nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng coi là một phần lãnh thổ trong Hiến pháp năm 2014. Nga phong tỏa Mariupol từ tháng 3 năm 2022. Tuyên bố giải phóng Mariupol được phía Nga đưa ra không lâu sau khi Ukraine đề nghị đàm phán với Nga về tình hình Mariupol mà không cần điều kiện tiên quyết nào. Trong bối cảnh hàng ngàn binh sĩ, dân thường Ukraine và lính đánh thuê mắc kẹt trong nhà máy thép Azovstan. Hiện chưa rõ Moscow có chấp thuận đề nghị của Ukraine hay không. Phía Nga nhiều lần khẳng định họ không nương tay với nhóm binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov, lực lượng phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở Mariupol. Thưa quý vị, Pháp sẽ tổ chức vòng 2 của cuộc tranh cử tổng thống vào ngày 24 sắp tới. Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron đang tìm cách tái tranh cử đã có cuộc tranh luận với đối thủ phái cực hữu Marine Le Pen vào tối ngày 20 trên truyền hình. Một cuộc khảo sát diễn ra sau đó cho thấy gần 60% khán giả cho rằng Macron khiến họ cảm thấy thuyết phục hơn. Theo Reuters và AFP tổng hợp đưa tin, một cuộc khảo sát nhanh của hãng Elep cho đài truyền hình BFM của Pháp có 59% khán giả được khảo sát tin rằng Ông Macron có sức thuyết phục hơn bà Le Pen với 39%. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017 cũng là ông Macron và bà Le Pen bước vào vòng thứ hai quyết định cuộc tranh cử. Khi đó 63% người được phỏng vấn cho rằng Macron có sức thuyết phục hơn. Khi đó sự thật là Macron đánh bại Lipen với 66,1% phiếu bầu. Một cuộc thăm dò về kết quả khảo sát ý định bỏ phiếu cho vòng thứ hai của cuộc tranh cử cho thấy ông Macron sẽ giành chiến thắng với khoảng 55,5% phiếu bầu. Hãng AFP đề cập rằng các nhà phân tích và các đồng minh của Macron đã nhắc nhở rằng kết quả của cuộc thăm dò hoàn toàn không phải là một kết quả chắc chắn, bởi vì dữ liệu cho thấy hơn 10% cử tri Pháp sẵn sàng bỏ phiếu vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai. Trung Quốc, Phó chính hoa cựu giám đốc phòng 610 và cựu bộ trưởng Bộ Tư pháp đã bị bắt. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 4 năm 2022, Phó Chính Hoa là cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là giám đốc của phòng 610 đã bị bắt. Vào ngày 21, Viện Kiểm sát Tối cao Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo đã kết thúc cuộc điều tra liên quan đến nhận hối lộ và vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp của Phó Chính Hoa và vì những tội danh này, Phó Chính Hoa đã chính thức bị bắt. Vào ngày 31 tháng trước, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thông báo rằng Phó Chính Hoa đã bị khai trừ khỏi đảng và bị cách chức. Khi đó thông báo nói rằng Phó Chính Hoa chưa bao giờ thực sự trung thành với đảng và nhân dân, có dã tâm chính trị bành trướng cực độ, tham gia vào băng đảng chính trị của Tôn Lực Quân, ngụy tạo các vấn đề lớn, lừa dối chính quyền trung ương và gây nguy hiểm cho sự tập trung và thống nhất của đảng. Sử dụng và tàng trữ vũ khí trái phép trong thời gian dài dẫn đến nguy cơ an ninh nghiêm trọng. Thảo luận các chính sách một cách tùy tiện và kết giao với nhiều kẻ dối trá chính trị trong một thời gian dài. Trong đó, việc Phó Chính Hoa tham gia băng đảng chính trị của Tôn Lực Quân được Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức tiết lộ lần đầu. Vào thời điểm đó, nhà bình luận thời sự Hoành Hà nói với Đài Á Châu Tự Do RFA rằng Cốt lõi tội danh của Phó Chính Hoa là ông ta không có cùng quan điểm với các nhà lãnh đạo của chế độ hiện tại. Cái gọi là trung thành với đảng và nhân dân có nghĩa là trung thành với ông Tập Cận Bình. Còn tham gia vào các băng đảng chính trị và kết giao với những kẻ dối trá chính trị đều là biểu hiện của sự không trung thành chính trị. Ông Hoành Hà phân tích trong bài viết quan điểm Hoành Hà rằng, Phó Chính Hoa lớn tuổi hơn Tô Lực Quân và có cấp bậc cao hơn, nhưng ông ta lại gia nhập băng đảng chính trị của Tôn Lực Quân. Lời giải thích hợp lý nhất là Tô Lực Quân được giao một nhiệm vụ đặc biệt là tuyển mộ cho một nhóm quyền lực hoặc một phe phái cụ thể. Không phải Phó Chính Hoa gia nhập băng đảng Tô Lực Quân mà là gia nhập những thế lực đứng sau Tô Lực Quân. Phó Chính Hoa, 67 tuổi, quê ở huyện Loan Châu, tỉnh Hà Bắc, đã ở trong hệ thống công an trong một thời gian dài. Năm 2010, ông được đề bạt làm cục trưởng của Công an thành phố Bắc Kinh, kiêm bí thư Đảng ủy. Cùng năm ông cũng giữ chức vụ Thường ủy Thành ủy Bắc Kinh và Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố. Từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 2 năm 2018, Phó Chính Hoa giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Giám đốc Phòng 610 Trung ương. Từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 4 năm 2020 là Phó Bí Thư kiêm Bộ trưởng Ban lãnh đạo Đảng Bộ Tư pháp. Vào tháng 5 năm 2020, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ủy ban Xã hội và Pháp luật thuộc Ủy ban Toàn quốc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và nghỉ hưu vào ngày 2 tháng 10 năm 2021. Khi Phó Chính Hoa còn là Thứ trưởng Hành pháp của Bộ Công an, thì Tôn Lực Quân là Cục trưởng Cục 1 và Cục 26 của Bộ Công an. Phó Chính Hoa từng là Giám đốc của Phòng 610 Trung ương từ năm 2015 đến năm 2018. Sau đó Tôn mới trở thành Phó Giám đốc của Phòng 610. Phó Chính Hoa cao hơn Tôn Lực Quân ít nhất là nửa cấp. Ông Hoành Hà cho rằng Phó Chính Hoan tuy bại hoại nhưng không hẳn là ngốc. Vì đã nhanh chân đầu quân cho tập Cận Bình và điều tra Chú Vĩnh Khang, có thể thấy rằng ông ta hoàn toàn là một kẻ đầu cơ lợi dụng. Một khi gió đổi chiều, ông ta sẽ không ngần ngại phản bội chủ cũ và đầu quân cho chủ mới. Nếu Phó Chính Hoa tham gia vào các hoạt động của một nhóm âm mưu nào đó, thì đó nhất định là kết quả của sự cân nhắc và phán đoán tỉnh táo. Một khả năng là ảnh hưởng của Tập Cận Bình là khá lớn và khả năng khác là ông ta đã ở thế bất ổn, chỉ có thể liều chết để bảo vệ mình. Ông Hoành Hà cho rằng, kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, những người bị tấn công nhiều nhất chính là những người thuộc phe danh trạch dân và Tăng Khánh Hồng. Sau khi Tôn Lực Quân bị sa thải vào ngày 19 tháng 4 năm 2020, Phó Chính Hoan liên tiếp mất 3 chức vụ, gồm Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Phó Bí thư Tổ đảng Bộ Tư pháp và sau đó được điều động làm phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội và pháp luật của Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc. Vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, hai ngày trước khi Phó Chính hoa bị sa thải, Tôn Lực Quân đã bị song khai, khai trừ khỏi Đảng và cắt các chức vụ. Sau khi Tôn Lực Quân bị sa thải, Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố thành lập một nhóm lãnh đạo công việc đặc biệt để quét sạch ảnh hưởng của băng đảng chính trị của Tôn Lực Quân. Vào ngày 8 tháng 10 năm 2021, công tác chỉnh đốn đợt thứ hai của các đội ngũ chính trị và pháp luật quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gọi tên Tôn Lực Quân và Phó Chính Hoa, đồng thời đặt việc quét sạch ảnh hưởng của Tôn Lực Quân và những người khác là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, khi Phó Chính Hoa giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông đã phát động một cuộc hành động đàn áp trên toàn quốc chống lại Pháp Luân Công. Chẳng hạn như đàn áp các học viên Pháp Luân Công khởi kiện dân trạch dân, Người cầm đầu đàn áp Pháp Luân Công Năm 2015, vụ án luật sư 709 cũng bị cáo buộc do Phó Chính Hoa và Tôn Lực Quân một tay khơi mào. Trong thời gian tại vị, Phó Chính Hoa đã tích cực tham gia vào cuộc đàn áp các học viên pháp luật công. Không chỉ bị tổ chức điều tra cuộc bức hại pháp luật công quốc tế WOIPFG truy lùng, ông ta còn được trang web Minh Huệ ở nước ngoài gọi tên. Ngoài ra cũng được báo cáo trên 29 quốc gia bởi các học viên pháp luật công. Tôn lập Quân cũng bị WOIPFG điều tra vì đi theo nhóm gian trạch dân và tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp luật Công. Dịch cúm gia cầm ở Mỹ lan sang 29 tiểu bang, hơn 2,8 triệu con gia cầm chết trong 2 tháng. Thưa quý vị, đợt bùng phát dịch cúm gia cầm gần đây ở Hoa Kỳ đang đe dọa nguồn dự trữ gia cầm và nguồn cung cấp trứng. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tiết lộ hơn 20 triệu con gia cầm đã chết vì cúm gia cầm trong khoảng 2 tháng kể từ tháng 2. Theo người phát ngôn của Cục Kiểm tra Sức khỏe Động thực vật của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết, Kể từ lần đầu tiên phát hiện bệnh cúm gia cầm có độc lực cao, FPAI, ở gia cầm nuôi thương phẩm vào tháng 2 năm 2022 đã có 28,2 triệu con gia cầm chết vì cúm gia cầm. Thông thường một khi virus cúm gia cầm được tìm thấy trong một đàn của một hộ dân hoặc một trang trại thương mại thì cả đàn phải tiêu hủy ngay lập tức. Đó có thể là 3 hoặc 5 con gà và vịt, hoặc có thể là hàng triệu con gia cầm. Ví dụ là hai trang trại ở thành phố Oceola và Buena Vista thuộc tiểu bang Iowa đã chứng kiến số lượng gia cầm của họ giảm mạnh vào tháng 3, với mỗi trang trại tổn thất hơn 5 triệu con gà. Dịch cúm gia cầm đã lan sang 29 tiểu bang. và tuần này, một số cư dân ở tiểu bang Utah đã phát hiện ra các trường hợp nhiễm cúm gia cầm trong đàn gia cầm của họ. Tiểu bang Pennsylvania ngày 16 tháng 4 thông báo, một trang trại nuôi gà ở quận Lancaster với 1,4 triệu con gà là trang trại đầu tiên ở bang này phát hiện bệnh cúm da cầm độc lực cao nên đã bắt đầu đem đi tiêu hủy. Một phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết họ không thể không xử lý những con da cầm bị nhiễm bệnh theo cách này vì căn bệnh rất dễ lây lan cho nhiều loài chim. Ông cũng nói thêm rằng việc loại bỏ nhanh chóng những con da cầm bị nhiễm bệnh sẽ làm giảm lượng virus trong môi trường và giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch bệnh lây lan sang và giết chết những con da cầm khác. Phần lớn số gia cầm bị tiêu hủy do cúm gia cầm là gà mái, mà sự suy giảm của chúng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng trứng. Đàn gà bao gồm gà tây và gà thịt do một số cư dân nuôi trong sân sau của họ cũng bị ảnh hưởng. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, giá bán buôn trung bình cho một chục quả trứng đã tăng từ 2 đô lên 2,95 đô trong những tháng gần đây. Ủy ban trứng gà Hoa Kỳ American Board cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho Epoch Times rằng thực phẩm hợp túi tiền là điều quan trọng đối với tất cả mọi người. Những người nông dân nuôi gà đẻ trứng ở Mỹ đang làm việc suốt ngày đêm để giữ cho trứng có giá cả phải chăng và đủ nguồn cung cấp. Tuyên bố cũng cho biết, trứng vẫn là một trong những loại protein chất lượng tốt nhất, chi phí thấp nhất và các nhà sản xuất trứng đang phải nỗ lực để bảo đảm các cửa hàng tạp hóa có thể dự trữ, giống như nhiều lĩnh vực của nền kinh tế nói chung. Ngành công nghiệp nuôi gà lấy trứng cũng đang chịu ảnh hưởng của lạm phát và đang đối mặt với những thách thức về chuỗi cung ứng. Những thách thức này liên quan đến việc tăng chi phí thức ăn chăn nuôi, ngũ cốc sức lao động và vận chuyển. Ủy ban chứng gà Hoa Kỳ tiết lộ rằng, dưới tình huống cá biệt, dịch cúm gia cầm hiện nay đã tạo ra các trùng đột biến. Các trang trại đang làm việc chăm chỉ để giảm thiểu thời gian gián đoạn nguồn cung cấp trứng có thể xảy ra. Thưa quý vị, một tin cập nhật của DKN TV đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.